Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì ngày hôm nay là thứ bảy, mình sẽ ngồi lại với anh em để điểm qua một số tin tương đối thú vị từ tuần trước qua tuần này và từ tuần này qua tuần trước. Thì đầu tiên, nếu như anh em đi cái sự kiện Vietnam Creator Bootcamp ấy, thì có một trò chơi tương đối thú vị giải đố do Intel tổ chức. Và có một bạn giành giải nhất với tên gọi, tên của bạn ấy khi bạn đặt đấy là AMD vô đối. Thôi, công bố giải ha, giải hạng 3 là quá trời chơi A luôn. Hạng nhì là 7,693 điểm. Hạng nhất. Ai, hạng nhất là ai đây? Rồi, hạng nhất là bạn AMG. Đầu tiên thì mình sẽ chúc mừng bạn ấy và mình sẽ mong sau này có một sự kiện tương tự như này đến từ AMD thì bạn hãy cố gắng vô địch tiếp và đặt tên là Intel vô đối nhé. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang một cái tin thú vị không kém, đó chính là Intel Optane 4.0 thì dường như đã sẵn sàng để cho thử nghiệm. Nhưng mà có một điều củ chuối là vẫn chưa có vi xử lý nào đến từ Intel hỗ trợ PCIe 4.0 cả. Thì PCIe 4.0 là gì mình sẽ để ở phần mô tả nhá. Hay mà nói một cách dễ hiểu hơn, đó chính là nếu mà việc tung ra sớm bây giờ thì chẳng nhẽ phải dùng CPU của AMD để test à? Không. Nghe nó kiểu sai kiểu gì ấy, bởi vì rõ ràng Optane là giải pháp cho CPU của Intel mà nhỉ. Nói vui thế thôi, nếu mà thực sự Intel Optane 4.0 ra mắt cùng với CPU mà hỗ trợ PCIe 4.0 thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào tốc độ thực tế của nó sẽ tỏ ra vượt trội. Chứ còn theo mình thấy hiện tại Optane nó vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường. Bây giờ ông nào mà bảo tư vấn Optane này cộng với HDD này thay vì chọn SSD với HDD thì phức tạp lắm. Tốt nhất bây giờ thì SSD cũng rẻ mà Optane nếu mà nó phải kiểu vượt trội ấy, giá tiền bằng với SATA 3 mà tốc độ nó siêu to siêu cao thì may ra thì được thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới một tin ngắn gọn hấp dẫn, đó chính là nếu như bạn nào mà đang tích tiền để đợt Tết hoặc là sau Tết mua cho mình mẫu card đồ họa thì AMD đã cho ra mắt RX 5600XT. Mà đơn giản cho anh em hiểu nhá, 5600XT nó không khác gì việc 5700 cắt giảm một vài thứ này, cắt giảm VRAM này, cắt giảm xung này, giảm điện này, số nhân nó vẫn giống hệt nhau, nó kiểu như vậy. Thì hiệu năng nó sẽ nằm giữa RTX 2060 và GTX 1660 Ti. Bao giờ qua hàng mình sẽ test luôn cho anh em yên tâm đi, An Phát luôn test nhanh nhất đấy. Và đây là một tin mình siêu tầm được nhưng mà cũng chưa chắc là có thật hay là không. Thì mặc dù RX 5600XT mới được ra mắt và chưa bán chính thức tại trên thị trường, mình cũng chưa có hàng để test đấy, thì Nvidia đã có động thái đáp trả đầu tiên, đó chính là cho ra mắt một phiên bản RTX 2060 nữa. Nhưng mà đây là phiên bản yếu hơn phiên bản RTX 2060 tiêu chuẩn bình thường. Thì là tên gọi theo mình tham khảo thôi nhá, cũng chưa chắc đâu, là RTX 2060 KO, KO ấy đấy. Thì nếu như mà có thật đấy thì đây là một tiền lệ chưa từng có từ trước đến giờ. Thì thường cái phiên bản có hậu tố đằng sau thì là phiên bản cao hơn một chút khi so với phiên bản đấy. Anh em nghĩ sao? Đừng quên để lại ý kiến ở một comment nhé. Tiếp tục sẽ lại là một cái tin nữa đến từ AMD. Ngày hôm nay hơi nhiều tin đến từ AMD. Thì phiên bản AMD Ryzen 3000 series đã ra mắt được một khoảng thời gian rồi. Thì thế hệ 4 đã có rồi nhưng mà thế hệ 4 chỉ xuất hiện cho laptop thôi. V2 mẫu CPU là Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 5 4600, Ryzen 7 4800. Có cả H cả U nhé, đủ cả luôn. Thì thông tin chi tiết mình sẽ gửi đến cho anh em một video đánh giá khác. Và tin gần cuối đó chính là việc Intel đã cho các nhà lập trình viên trải nghiệm thử mẫu card đồ họa mới là Intel Xe GD1. Tên nó kiểu nó không dễ nhớ lắm. Nhưng mà qua cái buổi thuyết trình ấy, buổi trình chiếu ấy và cho các nhà lập trình chơi thử ấy, thì mình thấy mẫu card đồ họa này chưa thực sự ấn tượng cho lắm. Việc chơi game trên độ phân giải 720p ở thời điểm hiện tại nó không kiểu hợp lý cho lắm thì phải, bởi vì đa số các mẫu card đồ họa bây giờ nó đều hướng đến độ phân giải là Full HD rồi, mà các bạn chơi độ phân giải HD thì nó hơi kiểu khó hiểu một chút. Thì cái phiên bản này nó có phiên bản rẻ tiền, rẻ nhất là hình như là 96 đô, 96 euro ấy, mình không nhớ rõ lắm, và cao nhất là gần 500. Thì với mức giá thấp nhất ấy, khoảng dưới 3 triệu đồng thì gần như sẽ chẳng có đối thủ nào cả, bởi vì các mẫu card đồ họa đến từ AMD hay là và Nvidia đều có mức giá tương đối là cao hơn cái mức giá mà Intel đề xuất ra rồi. Chỉ cạnh tranh với GT1030 thôi. Mà thôi, GT1030 là một câu chuyện ngày xưa rồi. Gần Tết rồi, nếu anh em đang có trong tay một cơ số tiền mà vẫn chưa biết phải làm gì thì hãy tới ngay với An Phát, bởi vì An Phát có rất nhiều các chương trình khuyến mãi dành cho anh em. Điển hình như chương trình Hot Gear xịn giá cực mịn và một số các chương trình khác giảm giá lên đến 50%. Link chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả của video. Thì nếu anh em thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để đón chờ các video clip nữa tương tự như này trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.